Gia đình mình xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Sáng nay nhà mình có được mấy khứa cá ngon ngon á cả nhà. Cái Băng cũng có đem ra cái hũ mắm sạch để sáng nay mình làm món mắm kho ăn cơm sáng. Thì sáng nhà mình có được mấy khứa cá nè cả nhà. Mẹ cũng mới sắc nhỏ nhỏ ra, đang bắt nước sôi để chút xíu nữa cái mình cạo cho sạch. Em với mẹ cạo nè, rồi xong rồi cái sắc thịt ba gọi với làm cà làm củ qua xong. Thì cái để mình có mắm. Ăn bông thì củ út đi, út đang làm chuồng bồ câu đó. Hãy đi qua bên nhà cô ba hái một ít bông xua lũa về chấm với lại mắm kho nè. Dì ba mình thì trồng có hai loại luôn, màu trắng với lại màu đỏ. Màu đỏ thì khi mà gặp nước nóng ở cái nhà nó sẽ thành màu tím đó, đẹp lắm. Nhưng mà cái màu đỏ thì nó sẽ chát hơn cái màu trắng. Hai bông này bự ghê. Đố Út chứ cái này bông so đũa hay là xua đũa? Cái màu đỏ ăn nó chát hơn Út. Nhưng mà con thì lại chịu cái chát, bởi vì con thích bông màu đỏ lắm, với lại nó màu nó đẹp. Con nói chứ chát tôi thấy hai màu đỏ thấy bắt mắt hơn. Dạ. Yeah. Cái giống màu đỏ này là từ giống từ nước ngoài hay gì đó. Còn hồi xưa mình là bông màu trắng không à. Ừ đỏ. Cái đỏ này trộn gỏi gà á, bắt mắt lắm. Mẹ thoải mái nhúc, này của nhà của ba. Mẹ thoải mái. Nhà ở cha. Ở miền Tây. Nhà của ba có trồng xua đũa. Nó không biết mặt em nữa nè, luôn đỏ đẹp. Rồi rồi luôn rồi đẹp. Chị mà không thấy hả? Thêm cái này nữa chắc đủ ăn. Đủ nhiều rồi. Út trên vòng làm xong hơi về thèm không có đi nha. Bẻ sau đủ rồi là mới được nha. Okay à. Đủ đừng lo. Ok con bà mấy rồi. Ôi ơi trên đầu nữa nè anh con. Đó. Ba nhánh luôn. Mình đi bẻ bông xua đũa thì ăn cũng có rửa cá xong rồi nè, rửa mấy cái cá xong hết rồi. Thì thịt ba gọi cũng có sắc ra rồi luôn. Rồi mẹ cũng có bầm một ít sả, còn ớt thì mẹ chưa có bầm kịp. Út bầm giùm con nữa ha. Rồi chuẩn bị con luộc mắm. Trễ rồi là mình gẹt để ăn nha. Dạ, gẹt đi. Bữa nay là mình xài mắm sạch, hũ vậy là nửa ký nè cả nhà. Thường gia đình mình khoan lần hũ nửa ký là vừa ăn. Cái mắm này thì nó không có mặn lắm thôi nha. Và nó cũng là không phải là mắm ngọt. Con cá sặc nè, sặc đồng mình đó. Bữa nay Út tính làm bếp chính luôn hả vậy Út? Làm luôn. Thấy đứng băm băm chuyên nghiệp quá vậy. Thành điệu quá hả? Thành điệu. Làm dở mò mè. Cái đậu quất này sáng thì đang lột trong tủ lạnh, mẹ mua hôm qua đem ra mình kho chung luôn. Tận dụng ha. Còn mấy trái đậu gồng này mình bẻ trong nhà mình mấy bữa trước nè. Sau nhà chị Ly đã được mấy trái. Còn bên đây là bông xua lũa, nãy mấy chú cháu mình đi bẻ nhà cô ba. Hôm nay Út tiếp đóng hàng rồi quá trời mà, bởi vì người ta nói đúng Út. Biết người ta nói sao không? Tới làm cho lắm cũng quay lại, bữa nay cũng ăn mắm với cà thôi chứ có ăn gì nhiều đâu. Chừng nào tới anh với Băng đây, mẹ bệnh nè, xong cái Putin bây giờ ăn ngang rồi. Trong nhà thì cha bữa hổm yếu, còn hai đứa còn mạnh đạn nè. Mẹ thì cũng chưa hết hẳn nữa, còn bị cảm này cũng lâu, nó kéo dài mấy ngày á. Mà nó đỡ hơn cái ngày đầu tiên là mẹ đi ra ngoài không nổi luôn, ớn lạnh đó mẹ. Ớn lạnh luôn á, chùm mạnh. Dạ. Mà ngày đầu tiên là mẹ không ra ăn cơm được luôn á, cả nhà là mệt lắm. Mà sức đề kháng trong nhà là thấy vậy chứ Băng làm anh nè à, lúc trước mấy cái bệnh mà lặt vặt rồi quăng với cô tiên dính trời, tự nhiên
cái nói người ta Hà Đông là ta không bệnh, Hà Đông là Hà Đông bệnh bệnh nhau. Ông Út đâu có Hà Đông đâu mà ông Út không bị đau mắt nè, vừa đâu bị cũng bị đau mắt nè, cảm Út cũng không bị nè, ông Út đâu có Hà Đông đâu, đúng không? Tin lại đây coi cha hỏi ơi. Con nói ông bà cô chú biết ơi, ông Út có Hà Đông không? Im. Hà Đông có nghĩa là hung dữ đó cả nhà. Ông Út gặp con gì ông Út mới Hà Đông cô Tin? Ông Út mà gặp con gì ông Út mới Hà Đông? Con nhớ ông Út đập con gì à? Ông Út là chuyên gia đập gắn không ra, thấy gắn là gắn là đập dữ lắm. Mỗi lần cô Tin thấy ông Út mà đập mấy con gắn lục á là ông Út nói ông Út Hà Đông rồi đó. Mà vừa đập nói xào xà ớt nè. Đập mà còn xào xà ớt. Đập mà Út còn nói gì nữa đó. Ba gọi cũng nhiều, cá thì có mấy thứ cũng không nhiều lắm, ba gọi nhiều. Bữa nay ngày ốp của anh Khải, có anh Khải nhà mua ba gọi cho nhiều, ba gọi cho nhiều miếng tiếng. Nè, thịt nó săn rồi, nó phun tưng rồi đó. Giờ mình sẽ lượt mắm vô. Có thính á, bởi nó hơi xuống, khó xuống một chút, nó hơi đặc. Cái này thì nãy mình có ướp với lại một ít xả với ớt phi thơm đó, để cho nó thơm con cá, nó không có cái mùi. Hồi nãy thì mình cũng có cạo rửa bằng nước sôi rồi rửa lại với muối cũng nhiều lần rồi. Sau đó mình ăn mình gặp cái vị này nè. Có vị nhẵn nhẵn không mà, nhẵn mát mát trời. Đó vừa bẻ xuống húp mặt ha, mặt đây nè. Ừ, nhà ngoại có một cây mà là trắng. Ở đó không có móc thọc á, chờ lấy ngay một câu thọc là chạc cái bụi. Hồi đó con nhớ cây bự lắm kìa. Bây giờ cây này nấy thấp không anh không ha. Bây giờ cây có chục mét thôi cậu, 6-7 mét bình thường. Ai cũng có một cây đó. Cái bông này mình ăn mình lặt gì được chứ, bông điên điển mà lặt từng bông chắc chưa biết nào. Ăn được không? Nó cũng nhẫn nhẫn như nó, chắc cũng cùng họ hàng với bông điên điển đó cả nhà. Mà điên điển ít nhẫn hơn cái này á. Thì ở phía trong nó có cái nhị, mọi người đang ngồi lặt kìa, để ăn cho nó không có cái hậu đắng. Nhiều bà con người ta ăn ta làm gì nó nên không? Làm xé cái này ra đó nè, mà nhà mình thì thấy ăn chắc cũng em lắm. Giòn giòn nữa, để lại nó giòn giòn. Cũng như rau thôi, rau thôi, như rau ghét người ta. Lại nhà mình hồi xưa giờ bận chuyện nhiều á, không có lặt ăn giết quen. Bà con rảnh thì bà con có quyền lặt ra. Nhà mình này để gì ăn luôn à. Mấy ai cô Tin, hồi nãy đi hái bông su đũa nè, ông hút khác độ luôn, từ cái đũa bông su đũa luôn. Cười chết. Như đây, cái này thì bữa nay mình không ăn lẩu. Tại buổi trưa nóng nực quá, cả nhà ăn lẩu nóng nực quá. Hổm gà trời nắng lên mình ăn mắm kho, nhưng mà cái này chút xíu mình chế nó sôi cho nó dập như trụng hết á, cái mình chấm ăn lẩu trời mưa ha. Mát không mùa đông dạ. Nắng lên này ăn lẩu chịu nổi buổi trưa, ăn lẩu ăn buổi chiều đồ đặng làm xương xương luôn. Út bỏ rượu rồi, bỏ rượu đứt rồi hả? Bỏ rồi, từ đây tới lúc mình uống thôi. Út đây, Út bỏ rượu đứt rồi, uống rượu nếp không à. Rồi, cá nó gần chín rồi cả nhà. Giờ mình cho cà vô. Rồi khổ qua luôn ha. Cà đi khổ qua. Ê, cũng dữ quá ha. Nhiều quá nè. Hết luôn đi. Ngon mà, khổ qua nhiều không? Giờ cái cà với cái khổ qua nó cũng chín rồi nè cả nhà. Giờ mình cho đậu bắp vô ha. Cũng hết hết trơn anh con. Có nhiều cho vô hết nó cũng hết trơn. Cà nó dợp lại á, cũng vừa vô trong cái chảo. Cho mấy trái ớt vô. Dạ, trái ớt gì đó. Cái chảo
chảo mắm kho mình cũng chín rồi. Giờ Băng đang bật cái nước sôi lên để mình trụn sơ qua cái bông xua đũa. Do mình không có ăn lẩu nên là mình phải trụn sơ cả nha. Cái bông màu trắng á, thì nó sẽ cảm giác nó xanh lên nè, cái này chưa chín, này chín thì nó xanh lên vậy đó anh Quang. Còn cái bông màu đỏ nó sẽ thành màu tím, tím rồi kìa, nó tím nè, nó tím luôn cả cái nước luôn á. Rồi mình trộn gì là được rồi đó, không có cần chín, không có cần chín lắm đâu, cái này đục nước gì là được à, đục nước sôi là ok. Mấy dĩa bây giờ Băng sẽ trụng hết cái phần đó, muốn mọi người ra ăn cơm. Rồi chuẩn bị mời cả nhà mình ăn cơm. Bữa nay chỉ cần bông sữa đũa với ba gọi là đủ ha anh con. Ơi bưng xuống đi Úc. Đừng vội vàng. Vội vã. Nguy hiểm. Có trời. Rồi gia đình mình mời cả nhà ăn cơm luôn nha. Rồi xin mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm trắng nha. Cơm. Mắm kho. Bên này bén nha. Mắm kho chứ không phải lẩu mắm nha cả nhà. Mà cũng tương tự tựa như lẩu ba gọi. Ăn miếng này mà cả nhà nghe. Anh thấy sao mà lại để ăn liền nha. Một liền á mấy chịu à. Bảy cái miếng mà gọi đã phao phao rồi. Béo không? Béo. Không lắm trời béo. Xua đũa, bông xua đũa. Bông cà đó. Đi bông xua đũa là ăn mới ăn ngọt hay cắt nước mắm thôi nó ngọt. Lâu quá mình lâu quá mới ăn. Nhớ trong này nó có lúa mạch trong này nè. Ông nó thích bông xua đũa. Ăn con nhỏ con là hết tám rồi không? Có chưa? Lọc bỏ. Lọc nhiều nó nhẫn lắm. Ý nó về chưa ăn cơm nữa, đồ ăn không? Sáng giờ anh phải giữ coupon trong nhà. Bữa nay nhiều hai thứ. Hai cầm đấm ở giữa luôn đi, hôm nay cố gần. Tiên ăn mắm ngon như đạn rồi trời. Không. Mua chưa chung hết chén. Ngon không Tiên? Con ăn thịt ba gọi rồi cá vô luôn nghe con. Ngon ngon thiệt nghe. Nó ngọt ngọt, ngọt ngọt. Ừ, thì mẹ hai gấp cho thêm miếng cá với thịt vô để ăn mới có sức khỏe nha. Con sữa đũa ăn ngọt lắm anh không? Ừ. Ngọt lắm à. Ăn cái gì nó ngọt. Ngọt đường luôn á. Cái tháng nào hồi đó. Cái vài bữa là ăn canh chua sữa đũa, bông sữa đũa một lần. Chấm một chấm thấm xuống à. Một vô một cái là tết tết luôn. Hồi đó hình như có phong trào ấy. Nói nhà nào cũng có bông, có cây sữa đũa không phải đâu. Nhà nhà là có rồi đó. Chín ăn lắm mà, không ăn, chín nhau rồi. Nhà mình cũng giữ truyền thống vậy luôn, tới giờ cũng đi xin bông sữa đũa luôn anh. Bữa nay cũng vẫn đi xin không? Không, mình có rộng nữa chuyện, phải dạ. Xin rồi đúng không anh? Xin ba đời đó, từ đời cha tới giờ. Dễ cá ăn đi mọi người. Úc, cá nè Úc. Vỏ sữa đũa đó, hồi xưa em... Úc, con gấp chút lưỡi em bé. Cái bông sữa đũa nó ngọt á. Giờ mình nhúng lẩu mình không để ý. Múc xuống chén rồi Tiên ơi. Cá kho mình cắt cái cứa nó dày dày, nó dễ kho nữa, nó không bị gãy à. Mà ăn cái số thịt nó đã ngập chân ra. Tiên hết chén hả con? Mình cắt dày vậy đó, cái mình nấu lâu nó thấm mắm vô mà nó không có bị gã. Nè mà hai cái thịt cái cá kia. Ừ, Tiên đựng chén ha, nhanh đi Tiên. Này dữ vậy ta. Nhiều ông bà cô chú nói cô Tiên nhỏ mà mắm đâu biết ăn hết trơn.
Cái nước mắm kho ăn vừa ăn không Út? Quá vừa ăn luôn. Cà chăng ngập ngập. Cho rắm ăn mắm với cà. Mà làm tà tà cũng ăn cà với mắm. Cầm với má. Cài mắm là ăn cầm với má đó. Cái này không cay nè, non non nè con cắt nè. Dám đâu, nãy mà cái chú thiếu cay muốn thiểu rồi. Cái này mới cay nè. Cái này cho khải sao bị thuốc. Ăn có cây cây nó kích thích. Dính cơm miệng thôi. Ngày hết nồi cơm không hay á nghe anh Khải chứ không phải chơi. Mình phép đẩy cái bụng cá này cả nhà, mời cả nhà nha. Băng đạp á. Ướt mồ hôi gần. Đậu gồng bữa nay sao bị béo. Ế vậy? Béo. Đũa ngon quá, đậu gồng béo không? Ngon ngọt ha. Nó ngọt kê luôn. Đậu gồng chưa biết, chưa ăn chứ mà. Không gọi bữa ngọt kê không? Thôi ăn cơm với canh. Canh gì? Canh mắm hả? Tại này kho vừa vừa á, không có mặn á, cho nên con Trang hay đẫm á. Ăn cơm với canh mới chịu à. Anh Khải chị Ly bên đó cũng dễ cá rồi anh. Anh dễ ăn đi. Không mắm phải. Trời canh ngập gì đó. Chụp bà biết. À, đây cho miếng cá nè. Đây sẵn cho miếng cơm luôn. Không miếng sẵn. Quá hợp lý. Đâu sẵn ta chứ, miếng kỳ coi sẵn dữ chưa. Không có dịp mà ngồi đây bữa cơm cho vợ ăn đâu. Từng có bữa nay à? Từng có một lần một. Mốt đi họp bỏ 2 ngày nữa. Mốt. Thứ năm đi à? Thứ năm đi à? Điền thơ anh chứ? Điền thơ. Đi họp. Thứ năm mà thứ mấy anh vậy? Chiều thứ sáu vậy á. Thứ bảy đi làm tí giả bộ úp cái chứ. Để coi coi có chương trình gì tham gia các bản gì không. Để tính lại. Gặp nhau cuối tuần hay gì. Gặp nhau cuối tuần nó đi lâu quá rồi. Hãy chọn cho đúng luôn cái. Thì bông bùa sô đũa sao lâu quá ăn, ăn bữa nay ăn lại xong ngọt dữ ta. Nó ngon. Nó mùi đó, mùi đó. Mỗi lần mình nấu canh chua á. Dạ, nó chua. Chua vô mình không bằng nhận được. Vậy chứ. Tại trong này nó có cái mặt cái này nè. Dạ. Bữa nay ăn ngọt hơn những lần trước. Mỗi lần mình cũng mỗi lần mình cũng nhúng lẩu mà mình đâu để ý nha. Bữa nay ăn chấm vậy nè. Mình biết đâu, bữa nay trước khi đi hái á, không biết có lên Google nó học học ai nó. Úc hái cách này nè, về này nhà mình ăn ngọt. Không cười. Không thì thôi mua cho nay, không mua đắng. Không phải đắng là ta không lấy cái nhị. Đợt này cũng lấy cái nhị, trước cũng lấy cái nhị. Lần này là canh thiệt luôn rồi. Lần này bếp cắt con cá dày nhặn mới đã nè. Không có gãy con cá. Kho lâu rồi nó thấm vô. Ăn cá phao sắc ba gọi gì anh thấy được không anh Khải? Ba gọi sắc thì nhà quá được rồi. Không phải hơi mỏng mà. Ăn chưa ấm chừng răng à. Nếu nếu mà mỏng thì mình cặp hai miếng đó nè. Cũng dày lại bình thường. Cũng dày lại bình thường à. Đúng bờ kêu à. Cũng nhập răng như như thường. Hèn chi tên Thánh Ba Gọi là phải rồi. Thánh Ba Gọi ngồi kế Thánh Ba Khía ghê trời. Cái chú Út ăn ba khía cả tháng được, chú ăn con ăn ba gọi cả tháng được đâu. À, làm đầy đủ món cho con đi. Nó lặn. Đừng có luộc không, ăn hay nổi, đổ qua đổ lại, đổ qua đổ lại, không được nha. Thêm cơm vô con, tại con Trang hơi nhiều á. Thêm một xíu cơm. Nói chứ cũng ngán đi bà, chứ
xíu thôi à. Bữa nay mình ăn mắm xong chắc nghỉ giải lao chút xíu không? Mới làm chuyện nổi chứ món mắm này mọi người ăn cơm bắt cơm quá mà. Nghỉ giải lao. Cho con miếng thịt ha. Miếng thịt. Hả? Sáng hai đứa con ở trong nhà ăn cơm gan. Hà hôm chị Ly gan. Làm thêm hai cái trứng. Hai cái trứng chiên ốp la. Ốc dính cơm này nè Úc. Hồi lúc Úc thấy con chiên đó. Dạ, con với con ăn xong cái ban ăn luôn, chiên con chiên hai cái trứng lên. Trong cái hạt cơm chiên đó là chỉ có trộn trứng đó. Vậy đó ha. Dạ. Nó tơi lên đó. Tại gạo mình là gạo cũng hơi miền cơm á, sợ dính. Chút nước. Cô chan nhiều cái bắt đầu thêm cơm. Thêm cơm xong giờ hay là chan miếng nước. Hôm nay mẹ bảo đảm là vừa ăn. Hôm nãy dùng ăn 5 chớ rồi thấy không Út? Trong đó còn có 2 trái rồi, giờ con tới 3 trái rồi. Bảy miếng cà bên đây lắm sân. Con mắm ăn cà là ngon không? Ừ. Cô Tiên bữa nay ăn quá dữ. Vậy đó hả? Bữa nay mẹ kho mắm ngon quá à. Hết sảy không Tiên? Hết sảy còn 7 phân. 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 Sống ngon lắm anh, bữa hổm em ăn bên ba người sống với lại kho mắm nè. Kho mắm nó có nhiều, nó có trộn kho mắm vừa luôn. Cái đó là về, ví dụ mình làm, nếu mà mình muốn ăn chua hơn nặng một chiếc chanh là vừa. Hỏi thì nhiên. Chị không nghĩ ăn cơm mà ăn mắm sống. Để thích thèm, anh thích ăn mắm sống. Chịu. Như trong nhà mình mắm sống thì ăn được, chỉ còn mắm cá sặc với mắm cá linh thôi. Chốt hết trơn. Cá lưỡi châu. À, với mắm lưỡi châu chứ lộn. Gì con? Xong hả? Xong thì gia đình mình chọn bà cô chú luôn, cũng no rồi. Ha. Rồi gia đình mình hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà. Bye bye.